Hi, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì kinhhome.vn và Lâm sẽ review cho mọi người một cái dòng quạt làm mát có diện tích 15 tới 20 mét vuông của thương hiệu Bosch. Đó là dòng Bosch S102. Dòng này thì cũng được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Thì trước đây thì kinhhome đã làm review cái dòng quạt Bosch S106 và bên mình đã làm review vào năm 2020, tức là khoảng 3 đến 4 năm rồi. Và mình không nhớ không lầm là vào tháng 6. Thì tại thời điểm đó thì Kinhome là một trong những đơn vị đầu tiên review về cái dòng quạt làm mát Boss này luôn. Thì không biết vì sao mà đến bây giờ mình để ý lại thì cái dòng Boss S102 chưa làm. Thì thật ra dòng Boss S102 nó là cái phiên bản nhỏ hơn của dòng Boss S106 thôi. Nếu như quý anh chị khách hàng mà có tìm hiểu về dòng quạt Boss thì sẽ biết là dòng Boss S106 này rất được ưa chuộng và hot tại thị trường Việt Nam. Về đầu tiên là về thiết kế, thứ hai là về xuất xứ tại Thái Lan, cũng như là chức năng và có điều khiển từ xa ha. Thì khi mà mình tìm hiểu lại thông tin á, để mình làm review cho mọi người, thì mình phát hiện ra là dòng Boss S102 nó không có chức năng tạo ion âm như là dòng Boss S106 nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vô review chi tiết cho mọi người nha. Đầu tiên á là dòng Boss S102 á, nó sẽ có những cái chức năng sau. Đầu tiên là chức năng hẹn giờ nè. Tiếp theo là chức năng làm mát nè, là sử dụng hơi nước á, cho bơm chạy cấp nước á. Thứ ba là chức năng swing. Swing là đảo trái, đảo phải. Thứ tư là điều khiển điều chỉnh tốc độ 1, 2, 3. Và thứ năm là cái nút nguồn tắt và mở máy ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói tới kích thước ha. Kích thước của cái quạt Boss S102 á, thì nó như các bạn nhìn trực quan là các bạn đã thấy là nó nhỏ hơn, nó thấp hơn nè. Thì cái chiều cao của nó là 95 cm, rồi cái chiều rộng là 27,5 cm, và cái chiều sâu á là 36,5 cm ha. Thì khi mà mình kinhhome bán hàng á, thì khách hàng rất hay phân vân giữa S106 hay là S102. Chính vì vậy mà ngày hôm nay khi mà mình review 102 thì mình để cạnh bên luôn là cái dòng 106. Dòng 106 này thì cái chiều cao của nó là 114 cm nha mọi người ha. Thì cái chiều rộng nó cũng hơi rộng hơn nè. Đó. Rồi tiếp đến thì mình sẽ nói về công suất. Công suất thì dòng S102 nó có công suất là 100W, và cái dung tích của bình chứa nước á là 14 lít ha. Thì với cái công suất 100W thì nó tạo ra một cái lưu lượng gió là 1.500 m³/giờ, và nó có thể làm mát trong cái diện tích khoảng 15 tới 20 mét vuông ha. Đó, các bạn xem qua nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô tới cái cấu tạo chi tiết. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có bánh xe để di chuyển nè. Đó, cameraman tới gần tí xíu nè. Đó, các bạn thấy ha. Nó có bốn bánh xe để di chuyển, trong đó nó sẽ có hai bánh xe lớn nè, ha, hai bánh xe lớn và hai bánh xe nhỏ. Và đặc biệt lưu ý là hai bánh xe nhỏ thì nó sẽ có cái khóa nè. Thấy không? Cái khóa để mình cố định lại cái quạt tại một vị trí, khi mà mình đã đưa quạt đến cái vị trí mà mình sử dụng và mình mong muốn là mình thì khóa lại ha. Bên này cũng vậy, mình khóa lại đó, thì nó quạt nó sẽ khóa bánh lại, nó sẽ không có bị di chuyển. Rồi tiếp theo thì mình muốn di chuyển thì mình mở nó lên ha. Ok rồi, vấn bộ phận tiếp theo đó là bộ phận cấp nước cho quạt. Đây là cái bộ phận cấp nước cho quạt. Dung tích của cái bình chứa hồi nãy mình có nói là 14 lít, và đây là cái bộ phận cấp nước cho quạt. Tiếp theo thì đây là cái bộ phận để đá khô ha, hoặc là đá khô cũng được, hoặc là đá mi nhỏ nhỏ cũng được. Thì cái vị trí này thì quạt nó sẽ có cơ chế là bơm nước ha, bơm nước ngược lên trên vị trí này, và sau đó nó sẽ phân phối nước để chạy qua cái tấm cooling pad này ha. Thì khi mà mình bỏ đá vô đây á thì nó sẽ làm lạnh nước hơn, và lạnh nước hơn thì khi mà nó lấy cái hơi lạnh á thì nó sẽ lạnh hơn, đồng nghĩa với việc là nó sẽ làm lạnh nhanh hơn và sâu hơn, hỗ trợ cho quạt làm mát tốt hơn. Rồi tiếp theo là ở đây thì nó có một cái vị trí để mình quấn sợi dây điện ha. Mình sẽ quấn sợi dây điện vào đây cho nó gọn, mình có thể là mở ra cho mọi người xem luôn.
Cái chiều dài của cái sợi dây điện này theo nhà sản xuất ghi là 178 cm đó mọi người, là gần 1,8 m á đó. Thấy mọi người thấy không, khi mọi người tháo cái máy ra xài mà sau này mình muốn đổi vị trí di chuyển đó thì mình sẽ quấn lại như thế này đó đó, mình quấn lại như thế này cho nó gọn nè. Ok ha, rồi khi mà mình sử dụng thì mình gỡ nó ra đó. Ok rồi, tiếp theo thì mọi người nhìn ở đây cho mình nha. Đây nè, mình sẽ bưng nó đi nè, mình sẽ bưng nó để di chuyển được nè. Nếu mà mọi người không thích di chuyển bằng cái quạt bằng bốn cái bánh xe mà mọi người muốn nhanh á, thì mọi người sẽ vịn vô hai đây. Ở đây nó hai có cái vị trí để mình đưa cái những ngón tay của mình vô để mình bưng nó đi ha. Đó là thêm là một cái thiết kế cũng khá là ok của quạt Boss S102. Rồi tiếp theo là cái bộ phận tấm lưới lọc bụi và tấm cooling pad ha. Thì cameraman tới gần đây nè, thì Lâm muốn mở ra cho các bạn xem luôn, để các bạn sau này các bạn biết khi mà mua sản phẩm về á, mình sẽ lâu lâu mình sẽ tháo cái tấm này ra để mà mình vệ sinh, mình lọc bụi nha mọi người. Cái tấm lọc bụi này khi mà mọi người xài một thời gian mà ở những cái nhà mà nhiều bụi á, kiểu phòng thoáng rồi đó, nó nhiều bụi lắm, bụi nó sẽ bít kín ở đây luôn á. Tại Lâm cũng đã là người từng sử dụng quạt làm mát mà đến bây giờ Lâm vẫn đang xài ha. Thì nó thiết kế ở đây á, nó chỉ có hai con ốc thôi. Cái dòng 106 cũng vậy nha mọi người, cái dòng 106 cái tấm lưới lọc bụi này nè, nó cũng có hai con ốc, à mình vặn hai con ốc này ra xong đó mình rút lên đó, mình rút lên là mình vệ sinh được nè. Đó mình đem ra sau rồi mình có cái vòi xịt trong nhà vệ sinh á, mình lấy mình xịt đó, mình xịt là nó đi hết à. Xịt mình hướng cái xịt là hướng xịt ra ngoài như vậy nè, đó là nó sẽ ra. Còn đây là cái tấm cooling pad nè mọi người, à, người thấy không đó, thiết kế cái tấm cooling pad nè đó, thì nước nó sẽ chảy đó, nó sẽ chảy qua những cái tấm cooling pad này, xong sau đó thì nó sẽ hút gió từ đằng sau đó. Gió nó đi qua cái tấm cooling pad này, nó có hơi lạnh của nước thì nó thổi cái hơi ra phía trước thì nó sẽ mát đó, nguyên lý hoạt động của nó là như vậy ha. Rồi vậy thôi, bây giờ thì mình sẽ găm điện để chạy thử và hướng dẫn sử dụng cho mọi người. Rồi mình sẽ quay vô bảng điều khiển. Đầu tiên khi mà mình sử dụng quạt thì mình sẽ bấm phím nguồn đó. Thì như các bạn thấy ở trên cái bảng điều khiển là nó có hiển thị là 29 độ, thì 29 độ này thì nó tương ứng với là nhiệt độ phòng hiện tại đang là 29 độ C ha. Thì nếu như mà khi quạt chạy mà nhiệt độ giảm thì cái hiển thị nhiệt độ ở đây nó sẽ giảm, hoặc tăng thì nó sẽ tăng. Tiếp theo đó là nút tốc độ gió của quạt, thì ở đây là đang số 1 nè, mình nhấn một lần nữa thì nó sẽ lên số 2, và mình nhấn một lần nữa thì nó sẽ lên số 3. Tiếp tục là cái chức năng đảo phải trái của quạt ha, để mình giảm xuống. Chức năng đảo phải trái nè, khi mình bấm vô nè thì các bạn sẽ để ý là quạt nè, thấy không đó, quạt nó sẽ đảo trái đảo phải đó. Còn cái chức năng mà điều điều hướng gió lên xuống á, thì mình phải chỉnh thủ công nha mọi người. Ở đây nó có cái cần chỉnh nè ha, đó đây là nó có hai cái cần chỉnh nè đó, điều chỉnh lên xuống. Ok rồi, tiếp tục chức năng thứ ba đó là chức năng làm lạnh ha. Thì cái chức năng làm lạnh này khi nào mà mình đổ nước vào thì mình bấm cái chức năng làm lạnh này, thì nước nó sẽ bơm lên đây, nước nó sẽ bơm lên đây, sau đó như hồi nãy mình có nói á, thì nước nó sẽ phân phối ha, nó chảy xuống những cái tấm cooling pad này. Rồi và chức năng thứ tư là chức năng hẹn giờ đây ha, để mình bấm coi nó hẹn giờ đến mấy giờ là nhiều nhất. Ok vậy là nó hẹn tối đa được tới 8 giờ nha mọi người, như vậy là cũng hợp lý rồi. Thường thường thì mình chỉ hẹn giờ vào buổi tối thôi, mà buổi tối thì 8 tiếng ngủ, ok hợp lý nha. Rồi khi mà các bạn mua quạt á thì sẽ được trang bị thêm là một cái điều khiển từ xa và một cái nút cao su này. Cái nút cao su này nó sẽ bịt lại cái lỗ thoát nước của cái quạt làm mát Boss này ha.
Thì khi các bạn mua về á, các bạn lưu ý là cái này lúc nào nó cũng để rời ra hết, nó chưa có gắn vào. Một là nhân viên giao hàng sẽ đưa cho mọi người, hai là họ sẽ bỏ vào cái ngăn này nè ha. Hai là công ty á, đại lý bán hàng á, họ sẽ kiểm tra máy xong sau đó họ bỏ vô trong đây. Nhưng thông thường ví dụ như Kingdom của mình á thì sẽ để ở ngoài, khi nào giao cho khách hàng sẽ đưa riêng ra cái bộ phận này. Thì khi mà mình mua về mà không được sự lắp đặt của Kingdom á thì các bạn nhớ là gắn nó vào ha, gắn nó vào đây đó, rồi mình đậy lên cho chặt kèm theo cái này. Mình mở cái này ra một chút, đậy lên cho chặt. Đó, sau đó thì mình mới cấp nước vào nha mọi người. Sau đó thì mình mới cấp nước vào, chứ không thôi mà mình chưa gắn mà cấp nước vào là nước nó chảy lung tung luôn á. Rồi, có một điều mà khi mà các bạn mua hàng á, hay lăn tăn là sản phẩm có chính hãng hay không, sản phẩm có mới hay không, thì mình có thể tham khảo những cái thông số sau đây. Đầu tiên là tem kiểm tra chất lượng, thì trên đó nó sẽ có cái đạt hay là không đạt nè, và nó sẽ có cái ngày giờ xuất kho nè. Ví dụ như con này thì nó xuất kho vào ngày 7 tháng 5. Tiếp theo là nó sẽ có số series ha, số series sản phẩm ở đây. Thứ ba là nó sẽ có cái tem để hướng dẫn kích hoạt bảo hành chính hãng ở đây. Và ở bên dưới thì nó sẽ có các cái thông tin, cái model của sản phẩm nè, cái xuất xứ nè ha. Đó, các bạn nhìn thấy ha, để cho mình yên tâm hơn trong quá trình khi mà mình đặt mua cái sản phẩm cũng như là giao hàng tới, mình có thể kiểm tra sơ bộ nó như vậy. Ngoại trừ cái việc là cái nhìn về cái mặt hình thức của sản phẩm nó mới thì mình cũng có thể hình dung được ha. Thì vừa rồi là những cái thông tin chi tiết về chức năng cũng như là về thiết kế của sản phẩm. Và khi mà mình để gần ở đây thì các bạn sẽ xem qua nè. Các bạn xem ha. Chiều cao của thằng này là 95 cm, là S102. Còn dòng S106 á là 114 cm. Công suất của thằng 106 á là 160W. Công suất của thằng S102 là 100W. Bình chứa nước của 106 là 30 lít. Bình chứa nước của 102 là 14 lít. Ok ha. Thì hy vọng cái video này đầu tiên là chủ yếu là review cho mọi người thấy cái dòng quạt Boss S102. Song song đó thì mình cũng cho mọi người có cái nhìn trực quan hơn để mình chọn lựa 102 hay 106. Tại vì trong quá trình mình bán hàng thì mình thấy khách hàng rất là lăn tăn giữa cái việc là chọn 102 hay 106. Thì nếu mà mình nghĩ phòng khách á, mà phòng hoặc là phòng ngủ mà lớn á, thì mình chọn 106. Nhưng mà nếu dưới 20m2, 15m2 thì mình nghĩ chọn 102 là hợp lý. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Kingdom và Lâm nha. Bye bye mọi người.